Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thị Thanh Xuân, 53 tuổi, trú tại xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan công an, để thực hiện hành vi lừa đảo, Xuân đã tìm kiếm những người có nhu cầu bán đất trên địa bàn thành phố Vinh, huyện Đô Lương và các huyện lân cận. Sau khi có thông tin người bán đất, sơ đồ thửa đất, Xuân đã đưa ra thông tin không đúng sự thật như chuẩn bị có đường quy hoạch chạy qua, mở rộng đường gần các khu đô thị chuẩn bị thành lập nhằm lôi kéo những người quen có điều kiện về kinh tế để tham gia hùn vốn mua đất. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Xuân đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này Xuân đã sử dụng vào mục đích cá nhân.